gì cũng xin lỗi, hàn gắn những vết thương thôi. Đừng cố im lặng, chỉ biết nhìn thời gian trôi. Ngại gì nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ hết thôi. Tha thứ nhau vì những lời xin lỗi. Anh đi đâu giờ mới về? Thì đúng là về sớm rồi, nhưng mà tụi bà nó kéo lại uống thêm một hai chai về trễ chút. Tôi không hiểu tại sao mà ông làm như vậy được luôn á. Gọi điện thoại cho ông bao nhiêu lần, con mình bị té cầu thang động kinh mà bây giờ mới về làm sao? Cái gì đâu mà làm quá vậy? Thì bây giờ con mình nó bị động kinh, nó bị từ xưa tới bây giờ rồi, làm như mới bị không bằng vậy. Sao rồi, nó khỏe rồi đúng không? Mẹ gọi điện cho tôi nói là nó về nhà rồi. Lên thăm con đi. Tôi chưa nói chuyện với anh xong, anh ngồi xuống đó. Bây giờ con nó đã ngủ rồi, anh lên thăm nó cũng vô ích thôi. Ủa? Ông có biết á, là con nó tỉnh dậy câu đầu tiên nó hỏi tôi là gì không? Là ba nó đâu? Lúc đó tôi chỉ biết im lặng thôi, tôi không biết nói gì với con hết. Ông làm cha mà ông đối xử với con mình như vậy hả? Nhức đầu quá. Sao lúc nào cô nói chuyện tôi cũng có mùi chiến tranh trong đây vậy? Thì tôi nói với cô rồi, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của thằng bạn chí cốt của tôi. Bạn bè mấy chục năm nay rồi, tôi nói với cô tôi đi sinh nhật nó. Mà cô biết là mà muốn tụ họp lại cái đám bạn mà từ xưa tới bây giờ mà được một dịp như vậy á, khó khăn lắm cô biết không? Mà sao lúc nào cô cũng lải nhải bên tay tôi vậy? Là sao vậy? Con mình nó như vậy mà ông vẫn còn tâm trí ăn nhậu làm sao? Tôi nói với cô rồi, con mình nó bị từ xưa tới bây giờ rồi, chứ không phải là mới bị. Mà nếu như cô chấp nhận đẻ thằng con của tôi lành lặn đi, đẻ cái gì mà nó ra bệnh tật suốt rồi. Con là con của Chung, tự một mình tôi đẻ ra được nó hả? Còn mẹ của tôi, mẹ tôi gọi cho anh, mẹ tôi nói anh về từ từ là tại vì mẹ tôi sợ anh lo lắng đi đường nguy hiểm. Chứ không có ai ngờ con bị như vậy mà anh ăn chơi bây giờ mới về nhà đâu. Ơi, tôi lại cô đừng nói nữa, hàng xóm người đứng cười vô đầu tôi nè. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh biết quý trọng bạn của anh thì anh cũng phải biết quý trọng gia đình này. Sao lúc nào anh cũng coi người ngoài như gia đình của mình vậy? Cô nói sao? Cô nói là tôi không quý trọng cái gia đình này hả? Vậy tôi hỏi cô nè, tiền ở đâu cô xài? Cái này ai mua cho cô? Hả? Cô nói tôi nghe đi. Là thằng này nai cái lưng ra đi làm thì đem tiền về cho cô đó. Vậy những lúc mà anh bệnh tật thì sao? Cái nhà này lo cho anh hay là bạn của anh lo cho anh? Cấm cô nói kiểu đó nha. Họ là cái gì của tôi? Họ đâu phải là vợ tôi. Cô mới là vợ tôi, cho nên tôi bệnh là cô phải lo. Hiểu không? Tôi đã nói hết lời rồi mà anh vẫn vậy. Được, anh muốn sống sao thì tùy. Nhưng tôi nói cho anh biết, những cái gì mà anh không trân trọng thì mất đi, anh đừng có hối hận. Hù tôi hả? Hù tôi hả? Chắc tôi sợ à. Trời đất ơi, chiến hữu của tôi. Sao hôm nay mà có nhãn hứng nào mà qua thăm tôi vậy? Mà vô tới tận nhà tôi luôn. Thì lâu lâu phải qua thăm bạn chí cốt chứ. Đi lanh quanh nhậu hoài riết sinh bệnh á. Hay quá ha. Rồi sao? Hôm nay qua tới tận hang ổ nhà tôi là có chuyện gì nữa tôi nghe nè. Làm gì vậy? Vợ không có nhà. Vợ tôi mới ra ngoài rồi. Nè, đừng có nói là mượn tiền tôi nha. Ôi sao biết hay vậy? Trời đất ơi, ông nghĩ làm sao vậy? Tôi ông có cốt cán bao nhiêu năm nay rồi, nhìn cái bộ dạng là tôi biết liền. Thật ra vậy nè, tôi định mở thêm cái shop thứ hai. Mà shop này là tôi bán toàn đồ đắt tiền không à. Cho nên kẹt vốn chút đỉnh, đúng không, mượn ông? Ủa, nhưng mà tôi hỏi ông cái này nè. Chỗ anh em ông đừng có buồn tôi nha. Tại vì tôi thấy cái shop đầu tiên của ông buôn bán cũng không có vẻ là đắt khách lắm. Giờ tự nhiên mở thêm cái shop chi cho cực vậy? Nè, chỗ bạn chí cốt tôi nó bật mí nha, có lời lắm không? Có lời lắm? Thiệt,
Tại vì chủ yếu là bán hàng online thôi. Còn cửa hàng á, mình để trưng lên cho khách hàng đi qua họ thấy. Cho nên lần này tôi mở cái thứ hai nè, mà kinh doanh toàn là quần áo đắt tiền không á. Mà ông tính mượn nhiêu? 500 triệu. Gì? 500 triệu? Gì nhiều dữ vậy cha? Trời ơi, có nhiều đâu nhiều. Tại lần này là hả kinh doanh quần áo đắt hàng, cho nên phải là trang bị giống như cái shop nó phải sang trọng một chút. Thật ra tôi có chút đỉnh đi bộ, nhưng mà cái làm cái đó khoảng gần 1 tỷ lận, cho nên còn thiếu khoảng 500 triệu mới qua mượn ông nè. Ông yên tâm đi, tôi sẽ trả cho ông lãi suất cao hơn ngân hàng luôn. Tầm 2-3 tháng tôi trả gốc lẫn lãi luôn. Tào lao quá. Ông nghĩ sao mà tôi với ông chỗ anh em mà trả lãi gốc còn cao hơn ngân hàng nữa. Nhưng mà cái vấn đề là số tiền nhiều quá, nhưng mà vợ tôi là người quản lý tiền bạc. Tôi quên vợ ông là cái người mà nắm tay hòm chìa khóa trong nhà. Thật ra tôi tính đi vay tiền nóng rồi. Không có được vay tiền nóng, nguy hiểm lắm. Nguy hiểm gì, làm ăn thì mình phải tính mấy cái rủi ro đó chứ. Vay ngân hàng là thủ tục nó rườm rà lâu lắc lắm. Tính ra nếu mà ông cho mượn thì tốt nhất. Thôi được rồi, tôi cho ông mượn. Đó, chí cốt là vậy, yên tâm. 2 tháng tôi trả gốc lẫn lãi luôn. Thì cứ từ từ 2-3 tháng thì cũng được. Tôi đâu có gấp đâu. Vậy thôi ông cứ về lựa lời nói với vợ ông sau đó. Rồi gì có kết quả báo tôi liền nha. Cần cái gì mà phải hỏi vợ tôi? Tiền đó là tôi làm ra, cho nên tôi là người quyết định. Sáng mai tôi rút tiền đưa chồng. Dữ ha, cảm ơn. Chứ rồi, sao? Mượn trà thay rượu cảm ơn bạn luôn nè. Rồi mai đợi tin vui của bạn nha. Bạn hả? Giờ có đi đâu nữa không? Không. Rảnh không? Làm vậy chai đi. Thôi. Trời ơi, bữa khác tôi đãi ông là từ A tới Á luôn. Còn bữa nay tôi phải về lo cái shop rồi. Yên tâm, bữa khác tôi mời ông nhậu nha. Rồi, cảm ơn, có gì alo cho tôi nha. Rồi, cảm ơn bạn Chí Cốt nha. Thì sáng mai tôi rút tiền đưa cho ông nha. Ok, cảm ơn. Rồi, mà nhớ đó, lần sau mà tôi qua cái shop ông mua đồ, ông phải giảm giá cho tôi đó nghe. Anh làm gì vậy? Anh lấy sổ tiết kiệm đi mà. Lấy sổ tiết kiệm đi đâu? Thì anh đi công việc mà. Anh đi công việc gì thì phải nói cho em biết một tiếng, là muốn cầm đi đâu thì đi. Thì anh cho thằng Chiến mượn tiền. Mượn cho nó mượn 500 triệu mà. Cái gì? Anh có bị điên không? Anh nghĩ sao mà lấy 500 triệu tiền đi cho bạn anh mượn là sao? Tiền này là tiền tiết kiệm của gia đình, để phòng chuyện bất trắc rồi lấy ra xài. Không có tự tiện đi cho mượn được. Tự tiện? Em nói cái gì mà tự tiện? Thằng Chiến là bạn của anh, nó không phải là người dưng nước lã. Không có được, không có cho mượn gì hết á. Anh có biết ngay từ đầu là em đã không thích thằng Chiến rồi. Mặc gì đâu á mà lúc nào cũng có vẻ gian xảo, rồi làm cái gì cũng mờ ám hết á. Không nói với em nữa, anh đi rút tiền đi. Em đã nói là không được đi mà, tiền là không được đem đi đâu hết á. Em mắc cười quá à. Đây là tiền của anh là người quyết định, biết chưa? Bộ anh không sợ người ta lừa tiền anh hả? Dễ gì được, đó là bạn thân của anh. Anh nói cho em biết nha, nhiều khi anh còn tin nó hơn là tin em nữa đó. Anh cái gì mà cứ ỏi e không vậy? Thằng Khánh. Alo, Khánh hả? Tao nè. Ê, hôm nay mày có liên lạc được với thằng Chiến không vậy? Ủa, mày không biết chuyện gì đang xảy ra à? Chuyện gì vậy? Thằng Chiến nó bỏ trốn rồi. Nó bị bọn chủ lạ xiết, trốn luôn rồi. Vợ nó thì trốn về quê rồi. Cái gì? Nó trốn nợ rồi. Nó mê cá độ đá banh, thế là bọn xã hội đen đến tận nhà. Nợ vài tỷ đấy. Chết tao rồi. Trời ơi, tao lấy hết tiền của tao, tao cho nó mượn. Nó nói với tao là nó mở thêm một cái shop mới. Mà bây giờ nó trốn nợ nó. Trời ơi. Mày cho nó mượn bao nhiêu? Tao cho nó mượn tới 500 triệu lận. Ôi dồi ôi. Thế là mất 500 triệu rồi đấy.
Bây giờ shop cũ nó cũng sang luôn rồi. Bây giờ mày đừng có chờ đến cái chuyện mà nó mở shop mới nữa. Khánh, mày nghe tao nói nè. Tại bây giờ á, con tao đang bệnh nặng lắm. Mà tiền của tao cho một chiếc mượn hết rồi. Hay là mày có thể mày cho tao mượn đỡ nhờ được không? Thông cảm nhá. Tao kẹt lắm. Mày mượn người khác đi. Thế thôi nhá. Alo, Khánh. Liên, em đi đâu vậy? Tôi đi về ngoại. Tự nhiên sao muốn về ngoại vậy? Anh đang xoay sở tiền để lo cho con mình nè. Không cần đâu, ba má tôi đã chi trả hết rồi. Thiệt hả? Anh mừng quá à. Hay là bây giờ em về em nói với ba mẹ là anh sẽ cố gắng xoay sở càng sớm càng tốt, anh gửi lên cho ba mẹ nha. Không cần đâu anh. Tiền cho cháu ngoại ba má tôi không tiếc. Nếu như anh không đem số tiền của gia đình cho bạn anh mượn thì con mình không phải khốn đốn như vậy đâu. Anh xin lỗi em. Anh hứa là anh sẽ không tái phạm nữa nha. Em đừng có về nhà ngoại nha Liên. Anh ký đi. Đơn xin ly hôn. Em đang giỡn với anh đúng không Liên? Anh biết anh sai rồi. Anh đáng ghét. Anh coi bạn anh quý hơn vợ anh. Anh coi bạn anh quý hơn con anh. Anh biết anh sai rồi. Anh hứa từ đây về sau á, anh sẽ cắt bỏ tất cả những mối quan hệ đó hết. Anh chỉ tập trung toàn thời gian là đi làm xong về lo cho em, lo cho con. Anh hứa, cho nên là không có cái chuyện ly dị đúng không em? Người anh xin lỗi là con của mình kìa. Lúc đó anh ở đâu? Con mình bị té cầu thang lên cơn động kinh. Lúc đó anh ở đâu? Anh biết anh sai rồi. Điên à, em là vợ anh mà. Em sẽ tha thứ tất cả những lỗi lầm của anh. Anh hứa từ đây về sau á, anh sẽ không còn tái phạm nữa. Cho nên là anh xin em ở lại nha. Em đừng có về nhà ngoại nha. Em đừng. Hết rồi. Chúng ta không còn gì hết. Thứ anh mất không phải là 500 triệu mà là cái gia đình này. Tình bạn thật đáng quý, nhưng chỉ quý khi đó là những người bạn thật sự. Đừng đánh mất những điều quý giá vì những tình bạn ảo. Thứ nhau vì những lời xin lỗi siêu kỳ. Ngày gì nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ.